chào tất cả mọi người, thì lần này chào mừng mọi người chúng ta quay trở lại với channel. Và hôm nay thì cũng là một clip anh em đi lắp đặt. Thì hiện tại anh em đang ở Đức Trọng, Lâm Đồng mọi người. Thì mình đi từ lúc 4 giờ từ lúc 9 giờ sáng mọi người. Thì đâu đó cũng 5 giờ mới tới nơi, bởi vì mình đi cái đường nó hơi bị khó đi một xíu, đi đường đèo mọi người, cho nên là hơi vòng vòng một xíu nên tới cũng hơi muộn. Nói chung hôm nay thì vừa làm vừa quay mọi người, cho nên là hai anh em cũng tranh thủ làm rồi, cho nên là mình không có quay chi tiết, bởi vì là hôm nay thì bạn cameraman đang hơi bận một xíu cho nên là không có đi được, cho nên là mình cũng không có quay công đoạn mà lắp tháo thùng này kia. Mình chỉ tổng quan qua cái bộ dàn này và cũng như không gian này, mọi người chúng ta cũng được nắm thêm các thông tin khi mà bên mình thường xuyên hay đi lắp đặt mọi người ha. Đây là cái không gian mà bên mình đã lắp đặt, thì mình cũng tổng quan qua một chút. Thì đối với không gian này thì khi mình vào thì mình có một cái cảm giác nó cũng khá là vang mọi người. Thì không biết mọi người chúng ta nghe cái giọng nói của mình đang nói rất là nhỏ, mà mình nghe thì nó đang khá là vang. Thì mọi người cứ tưởng tượng là khi âm thanh vào với cường độ đâu đó là 90-95 decibel thì chắc chắn rằng nó sẽ rất là vang mọi người ha. Nhưng mình sẽ cố gắng mình tune làm sao cho nó tối ưu hết mức có thể. Đó. Thì tổng không gian này thì đâu đó cũng khoảng tầm là kể cả từ bếp ra tới phần chỗ ghế ngồi và tới cửa đâu đó cũng khoảng tầm 60 mét vuông mọi người ha. Nói chung là cũng khá là rộng. Đó. Thì tường cũng không có được làm nị hoặc là gì, cũng là bê tông rồi trơn phẳng như vậy cả, cho nên là khi mình nói rất là vang. Thì mình sẽ giới thiệu qua cái bộ dàn hôm nay mà mình lắp. Thì cái này có một cái nhược điểm là những chiếc loa bên này thì ok này, nhưng mà chiếc loa bên này thì bởi vì cái không gian vị trí, cho nên là khách hàng cũng muốn là lắp cái loa nằm ở phía sau như vậy, và ba bức tượng thần tài thì nằm ở phía trước, thì nó cũng sẽ che giảm bớt đi một xíu cái dạng tần số cao của mọi người, cho nên là mình lát là mình tune thử xem nó sẽ ok không. Rồi mình sẽ cố gắng mình nấn làm sao để cho nó những cái dạng tần số cao nó được chi tiết nhất đến tai người nghe. Nói chung là vì cái vấn đề đôi khi cũng vì cái vị trí không gian của mỗi gia đình, cho nên là mình đặt loa hoặc là phải làm sao cho nó phù hợp với chất âm và thẩm mỹ, nói chung là nó phải tối ưu hết mức có thể. Thì đối với bộ này thì mình lắp đó là một cặp JBL 4010G2 mọi người ha. Thì sub thì mình cũng lắp sub SEMF3 mọi người. Thì đây là một cái dòng sub mà mình cũng bên mình thường xuyên lắp mọi người ha. Đối với dòng MF3 này thì Thiên Vũ bán đâu đó cũng khá là lâu rồi, 4-5 năm rồi. Tầm giá này kia nó rất là ok, và cái chất âm và độ bền thì gọi là khá là ok mọi người. Chất âm thì mình sẽ không đánh giá, để mọi người tự đánh giá, còn mà mình đánh giá về cái độ bền của nó thì mình gọi là sư phụ về cái độ bền. Main thì mình sử dụng một chiếc main của Seasound KX 2600 mọi người ha. Vang số thì dọc đối với bộ này thì mình sử dụng vang số JBL VS8. Đây là một dòng vang số JBL cũng khá là mới tại thị trường Việt Nam. Nói chung trước giờ Thiên Vũ cũng rất ít bán dòng này, nhưng mà sau này đây thì khi mang về thấy test thì thấy ok. Chất âm nó cũng đạt mà cái giá thành nó cũng khá là êm, cho nên là bên mình cũng quyết định là lựa chọn thêm một cái mạ này, một cái mạ vang số này nữa để phối ghép cho những bộ dàn. Còn Micro thì mình sử dụng Micro 6X599. Đây là những cái sản phẩm mà bên Thiên Vũ bán cũng khá là lâu rồi và được khách hàng đánh giá khá là ok. Thì bây giờ thì mình sẽ tune hệ thống rồi một lát nữa sẽ mời mọi người chúng ta quay trở lại. Chúng ta nghe thử xem là đối với một căn phòng vang như thế này và cái combo này được lắp đặt ở đây thì mình sẽ tune xong thì nó sẽ cho ra âm thanh như thế nào. Nó có bị quá vang, quá ồn và nghe quá khó nghe hay không mọi người ha. Ok mọi người. Oh,
Ok, thì vừa rồi thì mình cũng có test thử một vài đoạn nhạc và cũng như câu ca thử. Không biết mọi người chúng ta nghe chúng ta cảm nhận như thế nào. Còn thực chất thì mình đang quay bằng điện thoại mọi người, cho nên thu âm trực tiếp từ micro điện thoại mọi người, cho nên là nó sẽ không có đạt được cái hiệu quả như ở ngoài đâu mọi người ha. Chúng ta cố gắng chúng ta đeo tai nghe vào để chúng ta cảm nhận một cách chi tiết hơn mọi người ha. Thì mình cũng đánh giá sơ qua một chút, mà khi mình đứng thực tế ở ngoài này mình nghe thì mình có một cái cảm nhận như là cái tiếng ca mọi người nó hơi bị vang quá, cho nên là mình cố gắng mình xử lý được mức nào thì nó hay mức đó thôi. Nhưng mà khi 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 mình nghe như vậy á thì mình không có sử dụng reverb quá nhiều, mình nhờ cái tiếng vang của căn phòng cộng hưởng vô để mình tận dụng là làm cái tiếng reverb, mình chỉ cho một chút echo thôi. Như vậy là cái mic đó cũng đã rất là rõ. Mình có một cái may ở chỗ là nó cái tiếng mic thô mọi người, nó không bị nhòe. Cái tiếng vang nó không có làm bị ồn và bị mờ cái tiếng mic thô đi. Cái tiếng mic thô mình cảm nhận khi mình nghe nghe ở ngoài ấy, mình vào mình hát thử á, mình thấy cái tiếng mic thô nó rất là nét và rất là rõ, nó không có bị mờ tiếng đi. Thì đó là cái cũng là khá là ok. Mình cũng cố gắng mình cắt và mình xử lý hết mức chi tiết để cho nó lòi cái tiếng mic thô ra. Và thông thường những căn nhà mà bị vang mọi người thì cái tiếng mic thô á, nó có bị mờ mờ, nó bị ảo ảo tiếng, nó không có được thật và không có được rõ nét. Còn đối với căn phòng này thì mình thấy nó cũng ok mọi người ha. Và bây giờ thì clip thì mình sẽ tạm dừng tại đây. Thì bây giờ thì hôm nay thì mình lắp ở rất là 2 bộ mọi người. Tối nay mình ngủ lại đây rồi sáng ngày cũng lắp một bộ ở gần gần nhà đấy nữa. Cho nên là bây giờ thì clip mình sẽ tạm dừng tại đây. Thì nếu mọi người thấy ok cho mình một like, share, subscribe. Bye mọi người ha.